Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn Audio lại tiếp tục test một đôi loa full 30 RCF. Đôi loa này ngày mai, một là Tùng Nguyễn sẽ chuyển lên bến xe Giáp Bát, hai là Tùng Nguyễn sẽ chuyển sang bến xe Yên Nghĩa. Nếu đơn hàng này Tùng Nguyễn bác ý đã cọc tiền cho Tùng Nguyễn Audio rồi. Nếu chuyển bến xe Giáp Bát thì Tùng Nguyễn rất là tiện, còn chuyển bến xe Yên Nghĩa thì bắt buộc bác khách này phải chuyển khoản hết Tùng Nguyễn mới gửi xe ra bến xe Yên Nghĩa. Thì hôm nay Tùng Nguyễn làm cái clip này vào buổi chiều để cho bác yên tâm đi, để cho cái đơn hàng này lên đường thuận lợi. Và hôm nay Tùng Nguyễn sẽ làm một cái clip test để cho bác khách yên tâm và các bác cùng thẩm âm đôi loa full 30 này. Một cấu hình đó là một con vang cơ BS SV12 có cổng quang chống hú và Bluetooth. Đây là dòng vang cơ đầy đủ chức năng cổng ăn chơi. Đấy, hàng chính hãng của BS. Sản phẩm này sẽ được tặng dây dắt ca lông chống sôi chống nhiễu là 1.600.000 một chiếc vang này bao ship. Và khi các bác có nhu cầu đến dây dắt AV mà muốn chơi xuống con âm ly, biến con âm ly của mình từ một cái cục sắt thì chơi con vang BS SV12 này. Sản phẩm hàng chính hãng các bác nhé. Và tiếp tục là em quay về cái vấn đề đó là test cái đôi loa này. Đôi loa này em đem để một chiếc ở đây dựng xong rồi để nằm ra để tiện cho các bác theo dõi, để nó tiện hơn thôi. Củ tép là củ tép Neobi cô 44. Củ tép Neobi cô 44. Thùng đều được chôn ren lục giác các bác nha. Hai ống thông hơi hai bên. Bát của nó là từ 190 côn 86, đi bát có đôi 4 6 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt. Đít của nó có cả 6 cái lỗ to và keo của nó làm các cái phấn hồng, hàng nhập của nhà máy. Đít của nó có miếng inox như này và chữ tiếng Anh. Và dòng này từ của nó các bác nhìn này. Các bác nhìn các cái mẫu từ của nó như thế này nhìn có thích không này? Củ từ là 190 và bích sắt nỗ của nó là thép trắng rất là dày. Từ cũng dày, côn của nó là côn 86 từ 190. Gân vải tẩm dầu hai gân màng giấy. Ở bên trong phân tần dựng mẫu phân tần có mã là BL-2. Bên trong thùng thì bắn cực kỳ là ok và thùng chôn ren. Thì hôm nay Tùng Nguyễn Audio chỉ làm clip test thôi. Test để cho các bác khách nhận hàng yên tâm nhá. Một clip nhạc mạng này, một clip nhạc mạng đang mở sẵn rồi này, vặn đẩy này. Đấy, clip rất là thực tế các bác nhé, không qua xử lý một chiếc âm nào cả. Clip này để cho tất cả các bác thẩm âm và theo dõi linh kiện của bên em. Bên em là bên Tùng Nguyễn Audio chuyên bán loa bát tép rời, phân tần rời, vỏ thùng rời. Các bác có nhu cầu đến sản phẩm thì liên hệ cho em. Em sẽ ship hàng toàn quốc và nhận hàng được kiểm tra thanh toán tiền. Đôi loa này Tùng Nguyễn đang cung cấp 6.3 triệu. Các bác có nhu cầu quan tâm thì liên hệ cho em. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả.